Xin chào các bạn, chào bạn quay trở lại kênh Thuật Máy Tính. Trong video này tôi sẽ dẫn các bạn thực hiện khôi phục cài đặt gốc về trạng thái xuất xưởng của con máy Asanzo A1 nhé. Đây, Asanzo. Để khôi phục cài đặt gốc về trạng thái xuất xưởng thì chúng ta sẽ vào phần cài đặt. Ta sẽ kéo xuống dưới phần hệ thống. Ta sẽ kéo xuống bấm vào tùy chọn đặt lại nhé. Trước khi thực hiện bước này thì mình khuyên các bạn nên backup lại tất cả như danh bạ, tin nhắn, rồi là ảnh, video, tất cả các thứ liên quan trong máy. Vì khi thực hiện bước này xong thì nó sẽ xóa hết hoàn toàn về trạng thái xuất xưởng mới lúc ban đầu nhé. Các bạn có thể sao chép về thẻ nhớ hoặc máy tính nhỉ. Ta sẽ bấm vào đặt lại thiết bị. Đó. Nếu mà các bạn mà có tài khoản Gmail các bạn nhớ, nếu không nhớ thì các bạn thực hiện xóa cái tài khoản Gmail như ở bên dưới video, mô tả video này nhé. Ấn vào đặt lại điện thoại. Nó sẽ hỏi một lần nữa là xóa mọi thứ. Mình ta sẽ ấn vào đây. Máy sẽ khởi động lại và xóa tất cả mọi dữ liệu ở trong máy nhé. Sau khi các bạn đợi 2 đến 3 phút thì máy hiển thị chào mừng về ngôn ngữ. Ta sẽ bấm bắt đầu, nếu các bạn muốn chọn gì khác các bạn bấm vào đây. Rồi ta ấn vào bắt đầu. Bấm bắt đầu. Rồi ở đây thì ta ấn bỏ qua. Kết nối mạng, nếu các bạn bị tài khoản Google nó sẽ bắt kết nối mạng. Ở đây ta sẽ bỏ qua. Ngày giờ thì chúng ta cứ để mặc định, ấn tiếp theo. Tên thì chúng ta cứ để trống đi, ấn tiếp theo. Mở khóa này ta ấn bỏ qua. Mã pin, mã bảo vệ thì chúng ta sẽ ấn để sau, vẫn bỏ qua. Cài đặt Google, nếu bước này mà nó hỏi cái tài khoản Google các bạn thì các bạn vào xem bên dưới mô tả video hướng dẫn xóa tài khoản Google nhé. Sẽ ấn vào chấp nhận. Rồi, cập nhật không gian này chúng ta sẽ phải tích vào hai ô này. Ấn vào Accept Continue. Ok. Bây giờ máy sẽ về cái trạng thái xuất xưởng như ban đầu, như lúc các bạn mới mua. Đó. Vừa rồi là mình vừa hướng dẫn các bạn thực hiện khôi phục lại cài đặt gốc về trạng thái xuất xưởng của con máy Asanzo A1 nhé. Đây. Asanzo A1 đây. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chào các bạn.